Theo Miền Đông 24 giờ tìm hiểu thì mai đỏ là loại hoa được nhập từ Trung Quốc có giá dao động từ 3 đến 5 triệu đồng một chậu. Những cây đẹp có thể được trả giá trên 10 triệu đồng. Tuy có giá khá cao, song loài hoa này vẫn hút khách mua về chân Tết bởi một số đặc điểm như có màu sắc đỏ rất lạ. Thế dáng và bông hoa là sự kết hợp giữa đào miền Nam và đào miền Bắc. Mỗi cây mai đỏ có đến hàng trăm bông bùng nở rực rỡ. Theo người bán, loại hoa này chơi khá bền và có thể để hàng tháng mà không lo bị rụng cảnh hay héo cành như các loại hoa khác. Được biết, một số thương lái cây cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhập về hơn 300 cây mai đỏ để phục vụ nhu cầu của người dân đang gia tăng tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ.